Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa lại về, không khí của một mùa xuân mới rộn rã trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Những người con Hà Tĩnh xa quê cũng đang cất cao lời ca tiếng hát, chào đón một mùa xuân mới với nhiều hy vọng mới. Bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình ca nhạc Nắng Phương Nam. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hãy subscribe.
cho